phố Nam Kỳ khởi nghĩa, nhà nhà làm khách sạn. 17 năm qua, gia đình chị Phượng cũng chuyển sang kinh doanh nhà nghỉ cho khách du lịch. Kèm theo đó là hàng loạt các dịch vụ đi kèm, dù diện tích khá khiêm tốn. Khách du lịch thì mỗi ngày mỗi đông, thì khách sạn mỗi ngày mỗi cũng nhiều. Thì coi như là tạo nguồn thu nhập cho người Đà Lạt thì cũng khá hơn, cuộc sống thì được nâng cao hơn. Nhưng mà thay vào đó thì nhiều khi đông đúc quá thì những người dân mà họ không kinh doanh khách sạn á, họ cũng thấy ngột ngạt. Sự ngột ngạt có thể nhận thấy vào buổi chiều tà. Nếu như bỏ qua cái cảm giác se lạnh vào cuối ngày của thành phố Đà Lạt thì những gì diễn ra dễ làm người ta liên tưởng đến thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi chiều bình thường vào giờ cao điểm. Nếu như lượng du khách đổ về vào cuối tuần mang đến cho Đà Lạt những cái giá trị về mặt du lịch và về mặt kinh tế một cách nhất định thì đồng thời không lấy đi của Đà Lạt nhiều thứ khác. Không khó để thấy lượng xe đổ về trung tâm đã quá tải với cơ sở hạ tầng của thành phố này. Kèm theo là hậu quả của những du khách thiếu ý thức. Sự yên bình chỉ đến vào những buổi sáng sớm hoặc ở vùng ngoại thành. Điều này khiến cho nhiều du khách lớn tuổi cảm thấy hụt hẫng với thành phố sương mù sau nhiều năm trở lại. Đã thấy là ngày xưa, khi mình bước lên Đà Lạt là mình thấy nó có cái cảnh nó u uẩn, nó có nỗi buồn coi như u uẩn, nó thơ thơ mộng mộng. Đó, theo cái cảm giác của cô chú. Chứ còn bây giờ du lịch bây giờ thì cũng vui thật, cô chú cũng thích. Nhưng mà có cái là bây giờ thấy có vẻ nó ồn ào, nó thô bồ. Chưa là Đà Lạt thì có lẽ là buồn và nó không có thể là nhộn nhịp như thế này. Nhưng mà khi mà cô lên là cô thấy rất là ngạc nhiên so với lại những nhiều người ta nói đấy. Ngay cả Hồ Xuân Hương, sự lãng mạn của phố núi cũng không còn được trân trọng. Sự tĩnh lặng của thành phố nghỉ dưỡng thực sự biến mất sau ánh nắng hoàng hôn cuối ngày. Quá tải quá nhiều luôn, tấp nập ồn ào, rồi nói chung là bụi khói rồi tất cả mọi thứ là nó cũng nó phát triển lên như vậy đó. Nhưng mà vệ sinh môi trường thì không được tốt lắm, giống như là khi họ ăn uống thì không có dọn dẹp, xả cái lượng rác quá nhiều cho thành phố. Đây là chợ đêm Đà Lạt. Biển người này cũng góp phần không nhỏ cho rác thải và sự quần quật của công nhân vệ sinh. Dẫu biết du lịch là nguồn sống của thành phố, nhưng có lẽ nhiều người cũng mong du lịch biết cách giữ gìn cả tâm hồn cho nơi này.